uống nước. Dạ. Chóc ra rồi. Dạ hả? Cháu là cháu Phú Quốc đó. Cháu Phú Quốc có con lưng xoáy đó. Thấy không? Này. Nhóc ơi. Hai con này con chó vện. Chó vện nó hơi lên cẩu. Con chó vện nó đừng đứng gần nó cắn á. Ôi vậy sao nó lại không à? Người ta này thú nuôi luôn, anh này ta nhốt luôn mà. Chó vện nó dưới quê còn chó vện. Ủa mà tại sao lại nhốt nó thành làm khách tham quan? Ừ, tại vì cái giống chó này nó cũng lạ lạ. Nhóc ơi, ở dưới quê chơi nhiều lắm. Qua trường quê. Qua trường kia đi nhóc. Nhóc ơi. Qua trường kia đi. Trường này dễ hơn rồi nhóc. Nhóc. Này nhóc. Qua trường này không? Nhóc. Nhóc. Nhóc ơi. 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 To. Con đấy, con nó ỉa kìa. Đó. Một đống nó luôn đó. Cái phần đó làm gì vậy ba? Ta chưa dọn. Ta dọn nó phải xịt nước cho ta dọn. Không. Đi đừng đó ba. Ơi. Là có người. Là có cái bà kia rồi đó. Là bà chuyên về mấy con hổ. Mấy con hổ này nè ba. Bây giờ. Bây giờ mới đi chuyện đó. Ba, cái đường kia nguy hiểm. Đừng, 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 đụng quá. Con này là con này là con vện. Có sấy nè. Phú Quốc, Phú Quốc của vện. Hỏi cho con cái đường quá à. Tao hỏi cho con à. Chó bên kia có con chó bị bỏ mình tội nghiệp lắm kìa. Bên kia. Ba. Ở chơi con chó kia tội nghiệp lắm. Đây nè. Chó dạ. Ngoài được cơ. Má chết ba. Má chết con kìa. Má chết con kìa.
Ú gà kìa, gà kìa. Á à, gà kìa, đu lại bên gà. Bạn, gà đâu rồi? Ê ơi. Ê. Đừng. Hả? Bà đập đi. Ừ, coi chừng thú dữ. Không được đứng quá gần, không được chọc phá. Không được đưa ngón tay vô. Đưa ngón tay vô nó cắn cục ngón tay đó. Ơi. Nó không. Đó đó. Có em có nhiều loại nó có nọc độc, nó phun ra là vô mắt là mệt lắm á. Đố lòng con, đố lòng con cọp này, con cọp đực hay cọp cái? Coi coi. Coi coi phía sau nè. Cọp đực, cọp đực. Đực, đực. Đó, à, thấy chưa? Cọp đực đó, thấy không? Đó, đó nó què đó. Ơ nó bị thấy dụng luôn kìa. Ở đây có một thanh niên lễ nhưng không biết cái này gì. Này vô đây. Ba ơi. Ơi. Chiếc xe đạp đâu rồi ba? Đằng kia kìa. Để đằng kia kìa. Ba đưa ba dụ nó đi. Để con quay cho. Thôi được rồi. Con quay nó rung lắm. Con coi đi. Con coi đi rồi để ba quay. Ở đằng kia đó. Chạy xe đạp. Ơi, rồi rồi, chạy chạy chạy. Rồi, đi lông 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 đi con. Đi đi ba. Thì ba lấy xe đạp đi. Để ba lấy. Ủa cái chạy gà này của bên ngoài rồi, phải của cái trung tâm đâu. Đi ra vậy đi nha. Rồi kìa kìa đi, lông lông chạy theo mẹ kìa. Xe.